Chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách lắp và đấu điện hộp số của quạt trần để các bạn chưa biết xem tham khảo. Thông qua video này, các bạn có thể tự thay thế khi hộp số của quạt bị cũ hỏng sau một thời gian sử dụng. Sau đây, các bạn cùng mình tiến hành lắp đặt. Đây là hộp số của quạt trần. Trước tiên, ta tháo núm xoay điều chỉnh số ra khỏi hộp số. Tiếp đó, vặn nhà hai vít cố định lắp để tháo lắp của hộp số ra. Trên thân của hộp số có hai lỗ để bắt vít cố định hộp số vào tường. Tiến hành lấy dấu để khoan lỗ vít cố định hộp số. Dùng khoan để khoan hai lỗ vít trên tường. Dùng vít gá tạm hộp số vào tường để đấu điện. Tiến hành kết nối dây điện vào hộp số của quạt. Và đây là sơ đồ đấu dây. Từ ổ điện đến vị trí lắp hộp số của quạt đã được chờ trước hai đầu dây. Một đầu dây là sợi dây cấp nguồn đến hộp số. Đầu dây còn lại là sợi dây dẫn lên quạt. Đấu đầu dây từ nguồn với một đầu dây của hộp số. Đầu dây còn lại của hộp số kết nối với đầu dây dẫn lên quạt. Khi đã kết nối xong, dùng băng cách điện quấn kín các vị trí kết nối. Vặn chặt hai vít để cố định hộp số vào tường để đảm bảo chắc chắn khi ta sử dụng.
tiến hành lắp lắp hộp số của quạt. Cố định lắp hộp số của quạt bằng hai vít. Lắp lúm xoay điều chỉnh số của quạt. Quạt đã được tôi lắp ráp xong. Tiến hành treo quạt vào móc treo và đấu điện cho quạt. Treo quạt vào móc treo và đấu điện cho quạt. Dây ra từ quạt gồm có dây vàng, dây đỏ và sợi dây trắng. Dây vàng được đấu với một đầu dây của tụ điện. Dây đỏ từ quạt được đấu với đầu dây còn lại của tụ và đấu chung với đầu dây từ nguồn. Sợi dây trắng từ quạt được đấu với dây còn lại từ nguồn. Sau khi đã đấu dây xong, tiến hành cấp nguồn điện cho quạt và test thử. Trên đây, tôi đã chia sẻ với các bạn cách lắp và kết nối dây điện cho hộp số của quạt trần. Các bạn thấy chia sẻ hữu ích, hãy like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh ủng hộ kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.